Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cuộc thi lần này chúng ta đều có tiến bộ rõ rệt. Có điều, cậu vẫn phải cẩn thận một chút, nhất thiết là đừng đắc ký, bại lộ thân phận của chúng ta. Tú Tú xấu hổ rồi, đáng yêu quá. Cậu chuyển chủ đề thật sự cũng không ngượng ngạo chút nào. Yên tâm đi, tớ sẽ không. Tiếp theo đây cần dùng sức mạnh của Long Thần rồi. Hy vọng các kỵ sĩ rồng có chuẩn bị tâm lý. Thăng Long Đài đấu kỹ trường, bắt đầu đi. Làm Hoàng Tú Tú đánh với Đường Lãnh Huyền, thi đấu bắt đầu. Đường Lãnh Huyền là huynh trưởng của cự long hệ thổ Đường Lãnh Huyền. Đường sinh là một trong những người có thể đạt được quán quân cùng với Từ Ngôn Mạc, Tề Thiên Long, con trưởng của gia tộc Đường Thị. Thần Long Giáp gì thế này? Phòng ngự mạnh quá. Cảm ơn Tú Tú. Hoàng Kim Long Hống. Tiếp chiêu. Khống chế trọng lực cộng với phản đòn đâm đột ngột từ dưới đất nền, cực kỳ đơn giản nhưng lại có hiệu quả, thật sự là cao thủ. Không ổn, tư thế này muốn giết Tú Tú. Xem ra là muốn tách mình và Tú Tú, giết Tú Tú trước rồi, rồi lại đối phó với mình. Đấm từ dưới đất, khống chế trọng lực, lưu tinh vũ. Người quay tròn bạo phát, tường đất cản trở. Tốn tâm sức cùng với sự khống chế chặt chẽ nguyên tố thổ để tạo thành màn chắn che này. Cho dù là tu vi hay là kỹ thuật, thậm chí là chiến thuật thì quả thực đều rất lợi hại. Đáng tiếc, vô dụng. Lại có chiêu trò gì mới? Mặc dù thực lực của hai người họ không kém, nhưng mà thắng bại đã được định rồi. Vẫn Thành đã đến bên trên Hoàng Tú Tú rồi. Cho dù cô ấy cản được công kích này thì cũng không cản nổi Vẫn Thạch rơi xuống. Chắc chắn là sẽ trọng thương vì công kích lần thứ hai của mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?